Chương trình Hộ chiếu Logistics Thế giới vừa phối hợp với Bộ Công Thương và Đại sứ quán các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE tổ chức hội nghị trao đổi về sáng kiến Hộ chiếu Logistics Thế giới và khả năng tăng cường hợp tác Việt Nam-UAE trong lĩnh vực Logistics. Chương trình được diễn ra nhân dịp Việt Nam và UAE kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đại diện Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, tăng tính cạnh tranh quốc gia luôn là những nhiệm vụ quan trọng của ngành công thương. Điểm mấu chốt của Hộ chiếu Logistics Thế giới WLP là sự vận hành theo mô hình hub của từng quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam. Bài học thành công của UAE là sự tham gia mạnh mẽ và quyết tâm đổi mới của hải quan là rất quan trọng. Tại hội nghị, WLP cùng các tổ chức doanh nghiệp đã ký thỏa thuận đối tác triển khai cụ thể chương trình tại Việt Nam. Hộ chiếu Logistics Thế giới WLP là một sáng kiến toàn cầu do Dubai dẫn đầu được thiết kế nhằm tạo thuận lợi cho dòng chảy thương mại thế giới, đã bổ sung Việt Nam vào danh sách các trung tâm logistics và thương mại của khu vực, gọi tắt là hub. WLP chào đón 5 doanh nghiệp Việt Nam vào danh sách các đối tác và hy vọng thời gian tới số lượng đối tác sẽ ngày càng tăng.